Thưa quý vị, thưa các bạn, sau gần 7 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Lâm Đồng đã triển khai thành công nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng như đưa hàng Việt về nông thôn, hội chợ thương mại, tuần bán hàng vì quyền lợi người tiêu dùng. Các chương trình này đã thu hút được sự quan tâm của người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Ngay từ khi mới triển khai chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, công tác quản lý thị trường chống gian lận thương mại, chương trình bình ổn thị trường gắn với hàng Việt được đẩy mạnh. Với những sự kiện lớn thu hút nhiều du khách như Festival Hoa Đà Lạt, Lễ hội trà Bảo Lộc, ngành công thương Lâm Đồng thường gắn với việc tổ chức các hội chợ giới thiệu hàng Việt chất lượng cao, hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm chủ lực. Theo chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong cái chương trình xúc tiến thương mại trong nước thì chúng tôi có xây dựng cái đề án chương trình xúc tiến thương mại cho cả một giai đoạn từ 2016 đến 2020. Thông qua cái chương trình của Cục Xúc tiến thương mại thì tỉnh Lâm Đồng cũng có nhiều cái chính sách hỗ trợ, trong đó ví dụ như là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp trong chi phí vận chuyển, trong chi phí về tuyên truyền quảng bá, cũng như là mời gọi các cái doanh nghiệp rồi các hoạt động văn hóa thể gắn với lại những ngày đưa hàng về nông thôn. Sau thời gian triển khai cuộc vận động, đến nay các ban ngành của tỉnh đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức 20 hội chợ giới thiệu sản phẩm, hàng hóa chủ yếu là hàng sản xuất trong nước, phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Doanh số trung bình một hội chợ đạt từ 300 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng. Mỗi kỳ hội chợ thu hút hàng chục ngàn người tiêu dùng đến tham quan và mua sắm. Các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng hàng Việt thường xuyên được triển khai. Được sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là Sở Công Thương, thì cũng đã giúp cho chúng tôi về vấn đề là hàng Việt Nam, dùng hàng Việt. Và trong gần 20 năm thì chúng tôi là cái sản phẩm rượu vang là hàng Việt Nam chất lượng cao. Và hàng của chúng tôi đã có mặt ở trong các siêu thị và có mặt ở 63 tỉnh thành cùng với các doanh nghiệp ở trong nước là cùng hợp lại với nhau để chế biến một cái nhân điều mà hàng hóa làm sao phục vụ tại trong nước. Chương trình hàng Việt về nông thôn nhiều năm qua đã được Lâm Đồng tổ chức tại địa bàn huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng và Lâm Hà. Mỗi phiên chợ tổ chức 3 ngày với gần 50 doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất hàng Việt Nam chất lượng cao. Thực hiện bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng gồm các ngành hàng gia dụng, thực phẩm công nghệ, may mặc, dược phẩm, thời trang, thuốc bảo vệ thực vật với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý, phù hợp với phân khúc thị trường nông thôn, miền núi. Qua các phiên chợ bán hàng, chương trình đã thu hút hơn 70.000 lượt người đến tham quan và mua sắm. Song song với phiên chợ hàng Việt, chương trình còn tổ chức các hoạt động huấn luyện cho tiểu thương đang kinh doanh tại các chợ và người bán lẻ về vai trò của thị trường nông thôn trong phát triển kinh tế đất nước. Chúng tôi cũng tạo điều kiện để giúp cho các doanh nghiệp giới thiệu được những cái sản phẩm có chất lượng, đảm bảo giá thành hợp lý đến người tiêu dùng cũng như là các hệ thống kênh phân phối trong nước. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đẩy mạnh các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn. Thì đây là đối với những cái sản phẩm mà hàng hóa mà cái thị trường là những người vùng sâu vùng xa chưa có dịp hoặc ít có dịp tiếp cận với những cái sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước, thì khi chúng ta tổ chức những hoạt động này thì đây là cơ hội không chỉ là thực hiện cái chương trình Người Việt dùng hàng Việt mà còn giúp cho những người dân ở vùng sâu vùng xa tiếp cận được với cái sản phẩm mới của cái doanh nghiệp sản xuất trong nước. Tại Lâm Đồng, sau gần 7 năm triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã tạo ra hiệu quả kép, thể hiện ở việc người tiêu dùng ngày càng ưa thích hàng Việt, doanh nghiệp trong nước có sự chuyển mình mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. Bước vào giai đoạn hội nhập sâu hơn với nền kinh tế thế giới, cộng đồng doanh nghiệp cả nước nói chung và doanh nghiệp tại Lâm Đồng nói riêng đang nỗ lực vượt qua những thách thức về đổi mới quản trị, công nghệ để nâng cao năng suất hiệu quả, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh, thu hút hơn nữa sự quan tâm của người tiêu dùng, góp phần làm cho thị trường trong nước phát triển, khẳng định thương hiệu Việt, hàng Việt.